Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những nguồn tin thú vị, hấp dẫn cũng như bổ ích nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ thì mình không làm mất thời giờ của mọi người nữa. Chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Anh xem xét chuyển tên lửa tầm bắn xa nhất cho Ukraine. Giới chức Anh lên kế hoạch viện trợ Ukraine tên lửa có tầm bắn 300 km, xa nhất trong các loại vũ khí phương Tây chuyển cho Kiev. Trong thông báo mua sắm được Quỹ Quốc tế cho Ukraine công bố hồi đầu tháng, Bộ Quốc phòng Anh bày tỏ quan tâm đến khả năng cung cấp cho Kiev vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, Washington Post ngày 9 tháng 5 đưa tin. Một quan chức Anh cho biết chưa có quyết định cuối cùng về đề xuất cung cấp vũ khí nói trên. Tuy nhiên, đề xuất này được coi là bước quan trọng để Anh cung cấp tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước tới nay cho Ukraine. Truyền thông phương Tây nhận định thông số kỹ thuật và năng lực mẫu vũ khí mà Anh nêu trong đề xuất phù hợp với Storm Shadow, mẫu tên lửa hành trình phóng từ máy bay do Anh và Pháp hợp tác phát triển. Storm Shadow có vận tốc tối đa 1.000 km/h, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250-560 km tùy biến thể. Ukraine từ lâu đề nghị phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa với lý do loại vũ khí này có thể giúp họ tập kích trung tâm chỉ huy, tiến hậu cần, kho đạn và nhiên liệu của Nga tại vùng Donbass và bán đảo Crimea, từ đó thay đổi cục diện chiến trường. Mỹ đã cung cấp một số tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS kèm rocket MLRS có tầm bắn 80 km cho Ukraine, đồng thời dự kiến chuyển rocket GLSDB với tầm bắn 160 km vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Washington nhiều lần từ chối chuyển giao tên lửa đạn đạo Storm có thể phóng từ HIMARS với tầm bắn 300 km tương tự Storm Shadow do lo ngại Ukraine dùng chúng tập kích mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga và khiến chiến sự leo thang. Trong cuộc họp với các đồng minh tại hội nghị an ninh Munich ở tháng 2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi các bên tăng hỗ trợ cho Ukraine thay vì lo ngại kho dự trữ vũ khí của mình cạn kiệt. Những kho dự trữ này có mục đích gì? Nếu số vũ khí đó làm suy yếu lực lượng vũ trang Nga, chúng sẽ tăng cường an ninh của chúng ta. Ông Sunak nói, Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một số tài liệu của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho biết, tình báo nước này nhận định Anh sẽ chuyển cho Ukraine một số tên lửa Storm Shadow, cũng như triển khai binh sĩ tới hỗ trợ lực lượng Ukraine sử dụng loại tên lửa này. Anh là quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều thứ hai sau Mỹ, với lượng vũ khí trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Giới chức Anh hồi tháng 1 thông báo chuyển 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, động thái mở đường cho Mỹ, Đức và một số quốc gia khác viện trợ xe tăng chủ lực tới Kiev. Tin tiếp theo, Mỹ xác nhận hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa Nga. Quan chức Lầu Năm Góc nói hệ thống Patriot tại Ukraine chặn thành công một tên lửa Nga khi được hỏi về tuyên bố Kiev bắn rơi một quả đạn Kinhan. Tôi có thể xác nhận rằng Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Nga bằng hệ thống phòng thủ Patriot. Tổ hợp này nằm trong những khí tài phòng không được Mỹ và đồng minh cung cấp cho Ukraine, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder nói hôm 9 tháng 5 khi được đề nghị bình luận về thông tin Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa siêu vượt âm Kinhan của Nga. Tướng Ryder từ chối trả lời câu hỏi về những lo ngại liên quan đến khả năng phòng không ngày càng bị bào mòn của Ukraine, cho rằng tình trạng kho dự trữ tên lửa và các chi tiết liên quan tới hoạt động đánh chặn là vấn đề của Kiev. Mỹ cùng đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục gấp rút chuyển giao những hệ thống phòng không đặt trên mặt đất và đạn dược để giúp Ukraine kiểm soát không phận, đối khó với đòn công kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga. Ông nói thêm, Nga chưa bình luận về thông tin. Phát biểu được đưa ra vài ngày sau khi tướng Mykola Ovtsov, tư lệnh không quân Ukraine, tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ quả đạn Kinhan trên bầu trời Kiev rạng sáng 4 tháng 5. Nga chưa bình luận về tuyên bố của tư lệnh không quân Ukraine. Ukraine tháng trước nhận được hai hệ thống Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chúng sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh, tương đương hơn 6.200 km/h. Nhờ quỹ đạo bay phức tạp và tốc độ rất cao, vũ khí siêu vượt âm có khả năng sát thương cao hơn và gần như không thể bị đánh chặn bằng các lá chắn phòng thủ hiện nay.
Tên lửa siêu vượt Amkinhan là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinhan hồi tháng 3 năm 2022 khi tấn công một kho vũ khí lớn ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cho rằng Kinhan là vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt, ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn. Quân đội Ukraine từng nhiều lần thừa nhận không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu âm thanh của Nga. Tin kế tiếp, Trung Quốc nói sẽ không khoanh tay đứng nhìn xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết nước này sẽ duy trì liên lạc với các bên liên quan để tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn cũng như không đổ thêm dầu vào lửa. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các bên liên quan, trong đó có cả Đức, để sớm đạt được lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói hôm 9 tháng 5, trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tại Berlin. Ngoại trưởng Đức hoan nghênh cuộc điện đàm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song nói thêm rằng Bắc Kinh phải thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà Baerbock nhận định Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong chấm dứt xung đột Ukraine. Ngoại trưởng hai nước cũng nhắc tới thông tin Liên minh châu EU đang xem xét đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế vì vi phạm lệnh trừng phạt của khối này áp lên Nga. Ông Tần Cương nói Bắc Kinh phản đối một số nước tự đưa ra luật để áp đặt trừng phạt đơn phương với các quốc gia khác, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước này. Bà Baerbock cho biết các cuộc đàm phán về gói trừng phạt mới liên quan Nga đang diễn ra với mục tiêu chính là ngăn các công ty quốc phòng nước này tiếp cận những mặt hàng liên quan chiến sự. Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 5 tháng 5 cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác phối hợp với Nga trong quá trình giải quyết xung đột Ukraine. Bắc Kinh khẳng định sẽ kiên trì hỗ trợ và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Zelensky, cả Nga và phương Tây đều đánh giá đây là tin tốt cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bản tin thứ tư, Trùm Quốc Nờ nói sẽ bị coi là phản quốc nếu rút khỏi Bắc Môn. Rigozhin cho biết đã nhận được cảnh cáo rằng Quốc Nờ sẽ bị coi là phản quốc nếu rút khỏi Bắc Môn, nên lực lượng của máy quyết định bám trụ tại đây. Chúng tôi nhận được chỉ lệnh chiến đấu hôm qua. Trong đó chỉ huy Nga nêu rõ chúng tôi sẽ bị coi là phản quốc nếu rời khỏi vị trí ở Bắc Môn. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Quốc Nờ của Nga ngày 9 tháng 5 cho biết, chúng tôi sẽ không rời Bắc Môn mà sẽ phòng thủ thêm vài ngày. Chúng tôi sẽ chiến đấu và tính toán thêm. Prigozhin không nêu rõ chỉ huy nào của quân đội Nga đã ra chỉ lệnh này. Tuy nhiên, ông lặp lại yêu cầu được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp đạn cho các tay súng Quốc Nờ. Nếu không có đạn, chúng tôi sẽ phải rời khỏi vị trí của mình và sẽ chất vấn xem ai mới là kẻ phản quốc thật sự. Đó rõ ràng là kẻ đã ký vào lệnh cung cấp quá ít đạn dược cho chúng tôi, ông Prigozhin cho biết. Tranh cãi giữa lãnh đạo Quốc Nờ và giới chức quốc phòng Nga liên quan đến vấn đề cung ứng đạn dược diễn ra trong nhiều tuần qua. Ông Prigozhin ngày 7 tháng 5 cho biết Quốc Nờ được hứa sẽ có đủ đạn và vũ khí cần thiết để tiếp tục chiến dịch tại Bắc Môn. Tuy nhiên, ông Prigozhin ngày 9 tháng 5 cho biết lượng đạn mà các đơn vị quốc nợ trên truyền tiếng nhận được lại bị cắt giảm đáng kể. Họ chỉ cung cấp cho chúng tôi 10% những gì theo yêu cầu, ông Prigozhin nói. Prigozhin trước đó đe dọa sẽ rút toàn bộ lính quốc nợ khỏi Bắc Môn từ ngày 10 tháng 5 để bảo toàn lực lượng sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề ở thành phố này vì thiếu đạn. Thượng tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố các đơn vị thuộc Trung đoàn Cơ giới đặc biệt số 141 Almat dưới quyền sẽ thay thế lực lượng quốc nờ nếu họ rút khỏi Bắc Môn. Giao tranh dữ dội tại Bắc Môn diễn ra trong nhiều tháng qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh tại đây. Ukraine tuyên bố Bắc Môn là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga tại vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Các đơn vị quốc nờ đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công thành phố Bắc Môn, trong khi lực lượng chính quyền Nga yểm trợ và ngăn Ukraine đánh tạc sườn họ. Lãnh đạo Quốc Nờ tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 95% diện tích Bắc Môn, quân đội Ukraine còn giữ khoảng 2 km vuông ở phía tây thành phố. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến một cái giáo phái nhịn ăn mà tin cũng như kênh của mình đã đề cập ở những cái video của mấy tuần trước nha mọi người.
Bạn biết được bản tin này nó hấp dẫn, nó thú vị và nó liên quan gì đến giáo phái mình không? Thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Phát hiện dấu hiệu buôn bán nội tạng trong vùng giáo phái Tiệt Thực. Giới chức phát hiện dấu hiệu buôn bán nội tạng khi khám nghiệm thi thể liên quan giáo phái nhịn ăn đến chết ở nước này. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy một số thi thể nạn nhân bị thiếu nội tạng. Nhà điều tra trưởng Martin Munene ngày 8 tháng 5 nói trong tuyên bố đệ trình tòa án ở Nairobi: "Chúng tôi tin rằng đây là một đường dây buôn bán nội tạng tinh vi, có nhiều người tham gia." Ông Munene cho biết nhà truyền giáo Ezekiel Odero, người bị bắt vào tháng trước vì liên quan đến vụ thảm sát, đã nhận các khoản tiền khổng lồ. Số tiền này được cho là đến từ các tín đồ, những người bán tài sản theo cầu của giáo phái. Tòa án Nairobi ra lệnh phong tỏa hơn 20 tài khoản ngân hàng của Odero trong 30 ngày. Giới chức đã triển khai đợt khai quật mộ mới vào ngày 9 tháng 5. Giới chức bắt đầu điều tra giáo phái Tin lành quốc tế từ hồi giữa tháng 4 và đã tìm thấy 112 thi thể, phần lớn nạn nhân là trẻ em. Các nạn nhân chết vì đói, một số nạn nhân có dấu hiệu bị ngạt thở, đánh đập. Paul Tenney Mackenzie, thủ lĩnh giáo phái, cùng các đồng phạm đối mặt cáo buộc khủng bố, kích động tín đồ nhịn ăn đến chết để gặp Chúa Giê-xu, cũng như giết người, bắt cóc và hành xử tàn độc đối với trẻ em. Sự việc được mô tả là thảm sát giường Sakahola đã khiến quốc gia Đông Phi và cả thế giới chấn động. Chính quyền cảnh báo số nạn nhân được phát hiện có thể còn tăng vì Hội Chữ Thập Đỏ Kenya đã nhận thông tin hơn 200 người mất tích. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi kênh của mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp các bạn vào những bản tin kế tiếp.